Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái bộ thuốc mà có thể trị được cái bệnh vàng lá thối rễ trên nhóm cây có múi như là bưởi, cam, chanh, quýt vân vân. Thì như trên màn hình các bạn thấy được là đây là cái triệu chứng các bạn ha. Khi mà cây chúng ta bị bệnh vàng lá thối rễ, các bạn nhớ như mình hai triệu chứng chính thôi. Một triệu chứng xuất hiện ở trên tán lá, một triệu chứng xuất hiện ở dưới bộ rễ. Thì trên màn hình các bạn đó là triệu chứng đầu tiên. Thì các bạn thấy á, nếu chúng ta phát hiện được lá chúng ta bị vàng, phiến lá và gân lá đều vàng hết và lá chúng ta bị biến dạng, bị xoăn đi, co quắp đó, thì đó là một triệu chứng của bệnh vàng lá thối rễ. Cái triệu chứng thứ hai thì nó xuất hiện ở dưới bộ rễ. Thì khi chúng ta đào lên, chúng ta thấy được bộ rễ của cây chúng ta mà nó bị thối, nó có màu nâu, nó cả và chúng ta sờ vào cái rễ cây thấy nó khô quắp và cái vỏ rễ rất là dễ tuột ra khỏi phần gỗ, thì đó là triệu chứng thứ hai cho thấy rằng á là cây của chúng ta đã bị cái bệnh vàng lá thối rễ các bạn ha. Thì cái nguyên nhân chính của cái bệnh vàng lá thối rễ này là do một tập đoàn các loại nấm, ví dụ như là Phytophthora, Fusarium, Bithium gây ra. Cùng với đó, tiến trùng cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cái bộ rễ chúng ta bị tổn thương, tạo ra vết thương hở để cho các loại nấm xâm nhập vào tấn công. Và một cái vấn đề cũng rất là quan trọng nữa là những cái loại nấm này và tuyến trùng nó phát sinh được trong điều kiện là cái vùng đất chúng ta trồng cây các bạn nó bị úng nước hoặc là nó thoát nước không có tốt đó, thì tạo một cái môi trường cho những loại nấm và tuyến trùng này phát triển. Vì vậy trong cái biện pháp mà phòng và trị bệnh đó, đầu tiên chúng ta sẽ khơi thông chúng ta những cái rãnh cái mương trong vườn, làm cho vườn chúng ta làm sao mà nó khô thoáng, nó thoát nước được một cách tốt nhất là ha. Đó là cái điều đầu tiên. Điều tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý bằng các loại thuốc sau đây. Thứ nhất đó là cái thuốc Super Tăng 650W3 các bạn ha. Vì đó là cái bệnh này nó do rất là nhiều cái loại nấm nó gây ra nên chúng ta cũng phải chọn một loại thuốc nào đó mà nó tổng hợp được nhiều cái hoạt chất trị nấm. Thì mình thấy được rằng là sản phẩm Super Tăng này có ba hoạt chất rất là mạnh. Thứ nhất là Chisilazone, thứ hai là Difenoconazole, thứ ba là Hexaconazole. Thì chúng ta sẽ phối cái sản phẩm Super Tăng này với một trong những loại thuốc sau để chúng ta phun lên trên tán lá các bạn ha. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn nhắc tới đó là sản phẩm Amista 250SC. Thì cái sản phẩm này các bạn có hay ở chỗ đó là khi mà chúng ta phối hợp với Super Tăng thì Amista có hạt chất đó là azoxystrobin. Hạt chất này nó sẽ vừa diệt nấm mà nó cũng vừa làm cho cái bộ lá của chúng ta xanh lại để bộ lá có thể quang hợp tốt hơn. Đồng thời sau khi mà cây hết bệnh đó các bạn thì cái hạt chất azoxystrobin này được chiết xuất từ một loại nấm mà nó có khả năng phòng từ xa cho cây, làm cho các loại nấm khác không thể nào tiến gần được. Đó là tính chất cơ bản của hạt chất azoxystrobin trong sản phẩm Amista các bạn ha. Thì sản phẩm này nó có hai chức năng, một là làm cho bộ lá chúng ta xanh lại, thứ hai là sẽ phòng bệnh sau khi chúng ta đã trị được hết bệnh. Nhiều bạn có hỏi với mình là tại sao không dùng sản phẩm Amistatop? Tại vì trong sản phẩm Amistatop thì có bổ sung thêm hoạt chất Difenoconazole, thì hoạt chất này đã có trong sản phẩm Super Tăng rồi. Ở đây mình phối vào là mình chủ yếu mình cần cái hoạt chất azoxystrobin với hàm lượng cao hơn để làm hai cái công dụng như mình vừa chia sẻ. Còn nếu mà các bạn muốn mà một cái thuốc mà nó có hàm lượng azoxystrobin cao hơn nữa thì mình xin giới thiệu tiếp theo đó là sản phẩm Overamid. Như các bạn đã thấy trên màn hình đó, đây là sản phẩm Overamid. Sản phẩm này thì có cái hàm lượng azoxystrobin cao hơn đó là 300 SC. Thì đối với sản phẩm này chúng ta có thể phối với Super Tăng, chúng ta phun đều lên trên tán lá và chúng ta tiến hành phun với dưới gốc rễ luôn và đổ gốc luôn cũng được, thì nó sẽ tiêu diệt các loại nấm. Đồng thời các bạn có thể là phối thêm cái sản phẩm Chiosan Super để trị luôn tuyến trùng gây hại ở dưới đất